Sau hàng loạt bê bối về dữ liệu người dùng, uy tín của Mark Zuckerberg đang bị sụt giảm nghiêm trọng với nhân viên tại Facebook. Theo bảng danh sách các CEO hàng đầu của nước Mỹ của Glassdoor, vị trí của người sáng lập Facebook đã tụt xuống vị trí thứ 55. Năm 2018, Mark Zuckerberg giữ vị trí 16 trong bảng xếp hạng này. CNBC từng nhận định, với nhân viên Facebook, Mark Zuckerberg hiện tại không còn là Mark Zuckerberg khi xưa nữa. Glassdoor là website uy tín ra đời vào năm 2008 với mục tiêu đánh giá môi trường làm việc, phản ứng của nhân viên và lãnh đạo của các doanh nghiệp tại Mỹ. Theo danh sách mới nhất năm 2019, Mark Zuckerberg đã tụt 39 hạng trong danh sách những CEO được yêu thích nhất do nhân viên bình chọn trong khuôn khổ Employees' Choice Awards.